Chào tất cả các bạn nhé. Chào tất cả những anh em nào lại khoan ăn món thịt chó đấy. Thì hôm nay Nguyễn Lợi TV lại đưa các bạn đi đến một quán thịt chó ở trên đường Mỹ Sơn này. Đấy, đó là quán Mỹ Sơn quán các bạn nhé. Bún thịt chó, bún sáng, đủ các món nhậu, lẩu chó. Đấy, thì hôm nay lại đưa các bạn đến thưởng thức món bún chó ở trong cái quán này. Không gian quán này thì rất là rộng rãi, thoải mái, thoáng đãng. Bây giờ mời các bạn vào khu bếp luôn cùng tôi xem chủ quán chế biến món thịt chó nha. Đấy. Rất rộng. Nào, tiếp tục mời lại đến thăm cô. Rồi đấy. Rồi hôm nay lại đây. Vào khu bếp của cô lại xem cô chế biến món bún chó đây. Cô cho cháu hai bát bún chó. Đây anh em xem đây cái này là thịt hấp này anh em này. Đấy. Thịt hấp đây này. Đây là món dưa mận măng ăn kèm với bún chó các bạn nhé. Đây. Đây là món lòng chó đây. Rồi chó. Các bạn hấp dẫn này phải quay nhé. Mỗi sáng là cô làm bao nhiêu cái thớp này? Lại làm luôn. Hết cái lại cho vào nồi luôn. Nóng. Cái này như là phải để cho nó quậy nó dễ thái chứ còn nóng không thái được. Nóng thái lại cái tơi tả ra luôn. Tơi tả luôn nhỉ. Cái này thịt ba chỉ hay là thịt chân giò? Vai à? Vai cuốn vào. Đấy, đây là món rồi chào. Chào nhá. Vào đây xem ông bạn đang làm món thịt nướng à? Vâng. Thịt nướng. Thịt chó nướng ngon nha. Thôi bây giờ thì lại mời anh em ra ngoài xem chế biến món bún chó nào. Đây. Bún chó bán cả rồi cả cũng đủ hết nhỉ. Bia này bao tiền cô? 70.000. Nhậu. Thịt thơm. Thơm hết nhỉ? Bỏ nó phát thơm phức luôn. Vâng. Ba xiên này bao tiền? 100.000 à? Có, đang nướng. Có nướng không? Để nướng luôn. À, đĩa là 100. 100.000 đĩa này. Rượu ở đây. Rượu bán đây. Rồi đây. Đây là các bạn nha, đây là suất thịt ở trong bát bún đây. Đang làm hai suất thì sẽ chia hai phần thịt. Bát này là nước nóng nữa anh nhờ. Bát này là cô làm bao nhiêu tiền đấy? 40.000 à? Ở đấy các bạn nhá.
suất bún 40.000. Thì các bạn xem là vẫn còn thêm thức ăn nữa. Đấy. Thôi, vừa bún thôi. Nhiều bún quá là không hết đâu. Măng này. Đây là món nhựa mận đây. Ui. Đấy. Đây và suất thịt vào. Thì cho một đĩa tổng hợp nhé. Vâng anh ơi. Anh em chút. Vâng anh. Thịt luộc hấp hấp mồm. Vâng. Nước dùng. Đấy các bạn nha, đây bát 40.000, 40k đấy nhá. Nhiều thịt lắm. Nào bây giờ ra thưởng thức luôn. Ở đây luôn đi. Ngồi luôn đi. Các bạn nha, Nguyễn Lợi TV sẽ đưa các bạn đi đến tất cả những quán thịt chó ở trong nước và trong thành phố Lạng Sơn. Thì hôm nay là Nguyễn Lợi TV lại đưa các bạn đến với một quán thịt chó, bún sáng thịt chó. Đấy, các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Nguyễn Lợi TV. Thì vì kênh Nguyễn Lợi TV luôn luôn muốn tìm đến cho các bạn những quán thịt chó ngon nhất, hấp dẫn nhất. Và hôm nay đó là một trong những quán thịt chó hấp dẫn nhất ở Lạng Sơn. Bây giờ các bạn xem món bún chó của quán Mỹ Sơn Quán này nha các bạn nhá. Thì mình vừa mới gọi ra một bát bún chó ở quán này đây. Đấy, bát bún chó này là bát 40k đây. Đấy, bát 40k nhiều thịt lắm các bạn ạ. Này, các bạn thấy không? Đấy, tôi bỏ cái... Đấy, bát 40.000 ở quán này nhá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món bún chó ở quán Mỹ Sơn Quán này. Xem là ngon không? Đấy. Không biết ngon hay không ngon nhưng mà nhìn bát bún chó này đã có rất nhiều thịt rồi. Đấy, nhiều thịt lắm. Đấy, bát 40.000 các bạn nhìn nào. Thịt đầy hết trên mặt bàn này. Chắc phải ăn về khỏe lắm thì mới ăn được bát bún như này. Đấy, tôi cũng là một trong những thằng háo ăn nhất nên là tôi ăn bát 40.000. Nhìn nó biết nhiều thịt lắm. Thưởng thức món rồi chó. Đây là thịt hấp các bạn này, thịt hấp nhá. Giờ bận, tôi sẽ ăn một vài miếng đã để cảm nhận xem là như nào đó nha các bạn nhé. Thì tôi sẽ truyền đạt lại cái cảm nhận của tôi về bát bún chó này cho các bạn xem. Đấy thì tôi đã thưởng thức 3-4 miếng rồi và cảm nhận là cái món thịt hấp này mềm, nói chung là ăn mềm, thịt ăn ngon và rồi thì cũng ăn được, nói chung là ăn được, cũng không phải là sở trường tôi không khoái món rồi nhưng tôi ăn cũng được. Rượu mận, đấy món rượu mận cho xuống cái canh này ấy, ăn thì ngon, nói chung là ăn được. Bản thân tôi chấp nhận là hôm nay ăn bát bún này 40.000 là tôi thấy phù hợp và rất nhiều thịt, phù hợp với anh em ăn sáng mà ăn thử thích món bún chó là như này là tôi thấy phù hợp rồi. Đấy thì hôm nay là tôi chỉ đến và chia sẻ quán ăn thử bún cho các bạn xem, các bạn biết. Thì các bạn nào thích ăn bún chó thì các bạn cứ đến với quán Mỹ Sơn Quán và thưởng thức xem là món bún chó ở Mỹ Sơn Quán này có đúng như tôi nói không, ngon không.
Thì video lần sau thì tôi tiếp tục lại đi tìm một quán mới, một quán mới thôi để đánh giá xem ngon không cho các bạn xem. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video một quán thịt chó mới, mới tanh luôn. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Để... Quá. Chủ tìm.